Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 3 của trang web olm.vn. Ở bài giảng hôm trước, chúng ta đã biết về đơn vị đo diện tích là cm vuông. Ngày hôm nay, cô sẽ cùng các con tìm hiểu về cách tính diện tích của một tứ giác rất đặc biệt, đó chính là diện tích của hình chữ nhật. Trước hết, các con hãy cùng nhìn vào ví dụ dưới đây. Ở đây cô cho hình chữ nhật ABCD có AB dài 4 cm và AD dài 3 cm. Chúng ta sẽ tính diện tích của hình chữ nhật này như thế nào? Nhớ lại một bài tập lần trước Chúng ta đã biết là nếu như hình A bao gồm 6 ô vuông, diện tích mỗi ô vuông là 1 cm vuông thì diện tích hình A sẽ là 6 cm vuông. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thử tìm xem có thể chia hình chữ nhật này thành các ô vuông 1 cm vuông hay không. Ở đây rõ ràng nếu như chiều dài AB là 4 cm, chúng ta chia thành 4 phần bằng nhau. Chiều rộng AD là 3cm, chúng ta chia thành 3 phần bằng nhau. Thế thì khi đó, hình chữ nhật ABCD sẽ được chia thành bao nhiêu ô vuông? Các con hãy cùng trả lời một số câu hỏi để chúng ta sẽ phát hiện ra cách tính diện tích của hình chữ nhật. Chúc mừng các con! Ở đây chúng ta thấy rằng sau khi chia như thế này thì hình chữ nhật ABCD sẽ bao gồm là 4 x 3 bằng 12 ô vuông. Diện tích mỗi ô vuông lại là 1 cm vuông, chính vì thế, diện tích của hình chữ nhật ABCD sẽ là 12 cm vuông. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có thể tính được diện tích hình chữ nhật ABCD bằng 4 x 3 và bằng 12 cm vuông. Bây giờ cô muốn các con để ý vào biểu thức này. 4 và 3 ở đây đóng vai trò gì? và 12 đóng vai trò là gì? Từ đó hãy suy ra cho cô cách tính diện tích hình chữ nhật dựa vào chiều dài và chiều rộng của nó. Chính xác, ở đây chúng ta thấy được ngay là diện tích của hình chữ nhật ABCD sẽ bằng chiều dài nhân với chiều rộng. Một cách tổng quát ta có, muốn tính diện tích hình chữ nhật ta sẽ lấy chiều dài nhân với chiều rộng. Các con cùng nhắc lại với cô. Muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta sẽ lấy chiều dài nhân với chiều rộng. Hãy nhớ thật rõ cách tính này, sau này, sau này các con sẽ sử dụng rất nhiều cách tính này. Bây giờ để các con có thể hiểu rõ hơn về diện tích của hình chữ nhật, chúng ta sẽ đến với ví dụ thực tế. Ở đây cô có một nhãn vở, chiều dài là 5 cm và chiều rộng là 3 cm. Thế thì ta suy ra được diện tích của nhãn vở này sẽ là 3 x 5 bằng 15 cm vuông. Các con hãy tưởng tượng về diện tích của hình chữ nhật. Đây, phần này sẽ tương ứng với 15 cm vuông. Hoặc một ví dụ khác về một chiếc tem có hình dạng là hình chữ nhật và có chiều dài và chiều rộng lần lượt là 4cm và 3cm. Thế thì ta cũng tính được diện tích của con tem này sẽ là 12cm vuông. Phần này tương ứng với 12 cm vuông. Khi nói về diện tích hình chữ nhật, các con sẽ nhớ tới diện tích những hình như là nhãn vở, như là con tem, vân vân mà cô vừa đưa ra ví dụ. Bây giờ áp dụng cách tính này, các con hãy cùng làm cho cô, bài tập đầu tiên là tính diện tích hình chữ nhật khi chúng ta đã biết chiều dài và chiều rộng của nó. Chúc mừng các con. Bây giờ thì cô sẽ đến với bài tập thứ hai là các con hãy điền vào bảng để tính diện tích và chu vi của hình chữ nhật. Hình chữ nhật đầu tiên có chiều dài là 10cm và chiều rộng là 4cm. Diện tích sẽ bằng chiều dài nhân với chiều rộng, như vậy sẽ bằng 10 nhân với 40, kết quả là 40cm vuông. Các con chú ý đơn vị. Diện tích có đơn vị là cm vuông, còn chu vi thì có đơn vị là cm. Chu vi hình chữ nhật này sẽ bằng 10 cộng 4 bằng 14 rồi nhân với 2, kết quả là 28 cm. Các con hãy tính cho cô diện tích và chu vi của hình chữ nhật thứ hai. Chính xác, chúng ta tính được ngay diện tích của nó sẽ bằng 280 cm vuông và chu vi thì là 76 cm. Các con hãy nhớ rõ cách tính diện tích và chu vi của hình chữ nhật khi viết chiều dài và chiều rộng vậy là ở bài giảng ngày hôm nay cô đã cùng các con tìm hiểu cách tính diện tích của hình chữ nhật cô nhắc lại là muốn tính diện tích hình chữ nhật chúng ta sẽ lấy chiều dài nhân với chiều rộng bài giảng tiếp theo ta sẽ tìm hiểu sang cách tính diện tích của hình vuông cảm ơn các con đã lắng nghe bài giảng và hẹn gặp lại trong những bài giảng tiếp theo của olm vn